Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mô hình trồng hoa của anh Lâm thôn Lại ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tăng nguồn vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Nam Định nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề truyền thống. Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình giao quân vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết. Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương điểm sáng cho phong trào hiến máu tình nguyện. Năm học 2017-2018, Bắc Ninh có 59 trường học triển khai mô hình trường học VNEN. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy hiệu quả đem lại từ việc trồng hoa, anh Đào Ngọc Lâm thôn Lại ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đầu tư và mở rộng diện tích. Năm 2012, anh Lâm bắt đầu trồng hoa, nhưng chủ yếu trồng hoa mẫu đơn. Thời gian gần đây, những gốc hoa hồng đang bán được giá nên anh chuyển mở rộng diện tích trồng lên 1,5 mẫu với trên 1.000 gốc hồng cổ Sapa, hồng Hải Phòng, hồng Vân Khôi. Còn lại là trồng hoa mẫu đơn, hiện nay mỗi gốc hoa hồng có giá bán dao động từ 500 đến 2 triệu đồng một cây tùy loại. Các giống hoa mẫu đơn thường trồng từ 2 đến 3 năm mới bán, mỗi cây có giá từ 200 đến 300 nghìn đồng. Trung bình một năm anh bán ra thị trường khoảng 700 gốc hoa các loại, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Về việc hoa hồng có giá bán tăng cao trong thời gian qua, nhiều cơ quan quản lý về nông nghiệp tại địa phương cho rằng dù giá bán cao nhưng gốc hoa hồng đến tay người tiêu dùng chưa nhiều mà chỉ là mua qua bán lại giữa các chủ nhà vườn với nhau và có nguy cơ bị thao túng để giá lên ảo. Vì vậy, người trồng cần tránh phát triển ồ ạt dẫn đến không bán được như nhiều loại hoa cây cảnh khác đã từng gặp phải. Dù sức khỏe yếu lại bị nhiễm chất độc hóa học khi chiến đấu tại chiến trường miền Nam, song ông Nhâm Văn Hoa ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã luôn vượt khó để phát triển kinh tế. Phần tiếp theo của chương trình Thời sự đồng bằng sông Hồng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm cựu chiến binh giàu nghị lực này qua phóng sự sau. Rời quân ngũ sau chiến tranh chống Mỹ, ông Nhâm Văn Hoa trở về địa phương. Ông Hoa lấy vợ sinh được 4 người con thì 2 người con trai bị ảnh hưởng của chất độc hóa học, sức khỏe yếu. Không cam chịu số phận, ông làm thuê làm mướn đủ thứ việc để có tiền và cơ hội từ đất đã đến với ông. Vùng đất này xưa kia chua phèn, nhiều chuột, cấy lúa không hiệu quả. Ông Hoa quyết tâm tàn tiện để mua lại tới 20.000 mét vuông đất để sản xuất. Chiến trường đã không sợ thì về đến đời thường này lại càng phát huy, anh bộ đội Cụ Hồ, cho nên đang khó là không sợ. Gần 70 tuổi, ông Hoa vẫn lao động không ngừng nghỉ trên 2 mẫu đất của gia đình với 4 ao thả cá, một vườn cây ăn quả, 10 con bò sinh sản. Ngoài ra, ông còn nuôi lợn, gà và thuê thêm một ao có diện tích 4.000 m2 của Ủy ban Nhân dân xã Đông Hoàng để nuôi cá. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, thu nhập của hai vợ chồng ông Hoa cũng đạt khoảng 150 triệu đồng. Vì biết rằng con cái bị ảnh hưởng từ chất độc hóa học mình mang trong người, một tay ông Hoa đã mua đất, dựng vợ gả chồng cho 4 người con, lo cho cuộc sống của các con có chiếc cần câu để câu con cá, ổn định cuộc sống. Với ông Hoa, từng là người lính thì ông không được lùi bước trước số phận. Dù có khó khăn đến mấy, ông cũng vượt qua. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 tháng kể từ khi thực hiện ký kết thỏa thuận giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung và các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ thức ăn không dùng hết của Samsung tại khu công nghiệp Yên Phong cho các chủ trang trại sử dụng vào việc làm thức ăn trong chăn nuôi. Các chủ trang trại vừa có nguồn thức ăn sạch cho vật nuôi, vừa tiết kiệm được chi phí sản xuất. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Đây là trang trại chăn nuôi hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đông Bình. 500 con lợn đầu tiên được nuôi 100% bằng thức ăn thừa của công ty Samsung. Sau hơn 4 tháng chăn nuôi, mỗi con lợn đã đạt trọng lượng 70-80 kg. Dự kiến khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ cho xuất chuồng với trọng lượng đạt khoảng trên 100 kg một con. Theo tính toán của chủ trang trại chăn nuôi lợn bằng nguồn thức ăn thừa này, giảm được 60-70% chi phí chăn nuôi, tương đương với khoảng hơn 100 triệu đồng một tháng, mà lại có được nguồn thực phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng. Từ cái thu gom ở trên Samsung là tất cả các cái dụng cụ để chứa đều phải có lắp đậy, và khi công nhân ăn xong là phải thu gom ngay trong bữa, ăn xong bữa nào là thu gom ngay để cho nó
được sạch nhất và được tươi nhất. Khi mang về là trang trại cũng xử lý ngay và cho con lợn ăn ngay trong cái sau khi công nhân, ví dụ như bữa trưa là đến chiều là hợp tác xã đã xử lý để cho ăn bữa tối, chứ không để lưu cữu để cho cái thức ăn nó lên men và nó làm cho con lợn nó ảnh hưởng. Cho nên là cái việc mà từ cái thu gom vận chuyển đến về đến trang trại nó hoàn toàn là đều là theo một cái quy trình khép kín. Samsung đưa cho kỹ thuật để giám sát cùng với trang trại là từ, và có cả công an bên cảnh sát môi trường người ta cũng giám sát chúng tôi để chúng tôi làm nó, một là hiệu quả, hai là được cái an toàn nhất cho cả trang trại, cho cả về phía môi trường. Thức ăn thừa của công ty Samsung được hợp tác xã tiếp nhận đều đặn ngày 2 lần, mỗi lần khoảng 2 tấn. Quy trình giao và tiếp nhận thức ăn thừa được thực hiện chặt chẽ theo cam kết SEV, bàn giao thức ăn thừa tại khu vực tập kết. Thức ăn thừa được đựng trong thùng kín có nắp đậy, vận chuyển trên xe có mùi bạt, không rơi vãi, rò rỉ ra ngoài. Về đến trang trại, thức ăn thừa tiếp tục được phân loại ủ men vi sinh làm thức ăn cho vật nuôi. Sau 3 đến 4 năm chăn nuôi gia công cho tập đoàn Dabaco Việt Nam, anh Hải quyết định chuyển sang chăn nuôi theo hướng hữu cơ trên diện tích 2 hectare. Khi được tiếp cận chương trình hỗ trợ này, gia đình có nguồn thức ăn cho 500 con lợn và chia sẻ cho 11 thành viên khác trong hợp tác xã. Hiện gia đình anh cũng đang khẩn trương xây dựng thêm hệ thống chuồng trại, mở rộng quy mô lên 1.500 con để sử dụng triệt để nguồn thức ăn này. Anh Hải cũng dự kiến sẽ xây dựng thương hiệu lợn sạch từ việc sử dụng đồ ăn được tái chế này. Hiện trung bình mỗi ngày công ty Samsung dư thừa khoảng gần 10 tấn thức ăn thừa của nhân viên. Số thức ăn thừa này đang được hỗ trợ cho 3 hợp tác xã chăn nuôi trong tỉnh Bắc Ninh. Việc hiện thực hóa thỏa thuận về trao tặng thức ăn không dùng hết của Samsung có rất nhiều ý nghĩa cả về kinh tế xã hội và môi trường. Đối với công ty, ngoài việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương còn giải quyết được vấn đề rác thải. Đối với các trang trại được thụ hưởng có thể tiết kiệm chi phí thức ăn, phát triển sản xuất, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. Hàng nghìn hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững là nhờ vào nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo đà làm điểm tựa để họ vươn lên, ổn định cuộc sống. Để phát huy tốt hiệu quả vốn vay, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chủ động phối hợp với các xã, thị trấn, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, các đối tượng chính sách để các gia đình có nhu cầu tiếp cận vay vốn. Đến nay, Kim Sơn có hơn 15.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi với dư nợ gần 360 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, cùng sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhiều gia đình đã thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm. Điển hình như các xã Thượng Kiệm, Đồng Hướng, Quang Thiện, Ân Hòa đã phát huy sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay chính sách để giúp người dân lựa chọn những cây trồng, con nuôi, mô hình kinh tế phù hợp với thực tế địa phương. Tại huyện Kim Sơn, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy được hiệu quả không chỉ về mặt kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Hiện sản phẩm của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã và đang được tiêu thụ nhiều tại thị trường trong và ngoài nước. Để tiếp tục phát triển làng nghề, tạo ra sản phẩm phong phú, đa dạng và được tiêu thụ ổn định thì có sự quan tâm cụ thể của ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương. Ngoài tạo ra các sản phẩm truyền thống, các làng nghề còn góp phần giữ gìn nét văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, làng nghề còn hội tụ những nghệ nhân tài ba. Mỗi làng nghề được gắn với sản phẩm riêng và tên đặc biệt, và đã đang góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động ở ngay tại địa phương, đồng thời truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ghi nhận từ thành quả các làng nghề mang lại, chỉ tính riêng trong năm 2016, toàn tỉnh đã công nhận trên 80 sản phẩm của 27 cơ sở làng nghề được vinh danh. Song song với việc vào cuộc tích cực của ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương có làng nghề, để làng nghề tiêu thụ nhiều sản phẩm và nhiều khách hàng biết đến, thì bản thân các hộ sản xuất cần chủ động trong việc tìm đầu ra, mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, trong những năm gần đây, nhiều làng nghề ở Nam Định đã chủ động làm mới mình bằng nhiều cách như đa dạng hóa, mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để thích nghi với thị trường. Và nhờ đó thì nhiều sản phẩm của làng nghề đã có mặt tại các thị trường trong và ngoài nước.
Hơn 800 năm tuổi, làng hoa cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực được nhiều người trong nước và bạn bè quốc tế biết đến với sản phẩm là cây cảnh nghệ thuật. Trong những năm gần đây, khi thị trường cây thế, cây bonsai chững lại, những người trồng cây cảnh ở làng Vị Khê đã nhanh nhạy chuyển đổi hình thức sản xuất lấy ngắn nuôi dài để khai thác và phát huy tiềm năng của làng nghề gắn với phát triển du lịch nhằm thực hiện mục tiêu vừa bảo tồn được di sản văn hóa của làng nghề, vừa phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy với chủ đề Người dân tự diệt muỗi loang quang phòng chống dịch bệnh do sốt xuất huyết. Đến hết ngày 7 tháng 8, huyện Thái Thụy đã ghi nhận 59 ca nghi mắc sốt xuất huyết, có 28 bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với bệnh. Riêng xã Thụy Xuân có 10 người mắc. Trong đó, 4 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nội sinh. Với mục tiêu không để dịch lây lan trên diện rộng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Thái Thụy phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch, tập trung vào thu gom dụng cụ phế thải, thả cá trong các dụng cụ chứa nước để diệt bọ gậy, tiến hành tổng vệ sinh các cơ quan, trường học, các khu dân cư, phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh. Đồng thời tăng cường khuyến cáo của ngành y tế với người dân trong phòng các dịch bệnh như tay chân miệng, bệnh tả và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Sốt xuất huyết hiện đang bùng phát mạnh mẽ trên cả nước. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đang tích cực triển khai công tác giám sát tại cộng đồng, đặc biệt là tại các ổ dịch sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết không lây truyền từ người sang người mà lây truyền qua trung gian truyền bệnh là muỗi vằn. Vì vậy, tại các địa bàn có ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết, cơ quan chức năng thực hiện giám sát vector truyền bệnh, lấy mẫu muỗi cũng như mẫu loang quang bọ gậy để xác định chính xác địa bàn ấy có vector truyền bệnh sốt xuất huyết hay không. Quan trọng hơn là hướng dẫn người dân phát hiện và diệt các ổ loang quang bọ gậy. Phòng sốt xuất huyết phun hóa chất diệt muỗi chỉ là giải quyết phần ngọn, chỉ có diệt loang quang bọ gậy để muỗi không sinh sôi nảy nở được mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Đây cũng là vấn đề trọng tâm mà ngành y tế muốn tuyên truyền tại cộng đồng. Phòng bệnh sốt xuất huyết không phải là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà cần có sự chung tay vào cuộc của mỗi cá nhân cộng đồng trong việc diệt trung gian truyền bệnh là muỗi và quan trọng hơn là loang quang bọ gậy. Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh đặc hiệu, bệnh đang bùng phát mạnh mẽ, thậm chí có trường hợp tử vong. Mặc dù không phải bệnh quá nguy cấp, nhưng nếu không được điều trị kịp thời, có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi gia đình cần chủ động phòng bệnh và thực hiện khẩu hiệu không có bọ gậy, không có muỗi, không có bệnh sốt xuất huyết. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được ý nghĩa cao cả, tính nhân văn sâu sắc của hành động hiến máu tình nguyện, nên trong những ngày hội hiến máu tình nguyện thời gian qua, rất đông cán bộ, công nhân viên chức và người dân trên địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã tích cực hưởng ứng vận động, qua đó thu được lượng máu lớn. Thanh Miện đã trở thành điểm sáng cho phong trào hiến máu tình nguyện. Để hiến máu trở thành phong trào sâu rộng, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức đợt ra quân tuyên truyền đến đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng thời xác định mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong các đơn vị cơ quan nhà nước phải xung kích đi đầu để làm gương và tạo sự tin tưởng của quần chúng nhân dân. Hiện nay, bất kỳ ai tham gia hiến máu tình nguyện để hiểu rõ ý nghĩa cao cả của hành động hiến máu là mỗi giọt máu trao đi một cuộc đời ở lại. Đồng thời, mọi người cũng hiểu hiến máu không những không ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân thông qua việc tham gia hiến máu, cũng là dịp để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Sau 1/2 ngày, cơ quan chức năng đã thu được 283 đơn vị máu. Số máu này sẽ được phân loại theo nhóm máu phù hợp và lưu giữ trong ngân hàng máu để cứu giúp những người nguy kịch. Trước đó, vào tháng 3 năm 2017, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Thanh Miện cũng đã tổ chức đợt hiến máu trong khối trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, với thành phần chủ yếu là giáo viên và học sinh trên 18 tuổi. Số máu thu được là 424 đơn vị máu. Như vậy, qua hai lần tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, huyện Thanh Miện đã thu được trên 700 đơn vị máu. Với những kết quả trên, Thanh Miện tiếp tục đi đầu trong phát động và triển khai thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trong những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cá nhân tình nguyện chia sẻ giọt máu hồng, tiêu biểu là anh Nguyễn Văn Tỉnh, thường vụ đoàn xã Dại Trạch, huyện Khoái Châu với 11 lần tham gia hiến máu nhân đạo.
Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên cách đây đã 5 năm, từ đó đều đặn năm nào anh tỉnh cũng tham gia hiến máu. Trung bình mỗi năm anh tham gia 2 lần hiến máu tình nguyện với 350ml máu một lần. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu rõ ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp này chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng từng nhiều lần nghe nói đến. Tuy nhiên, để có hành động cao đẹp chia sẻ giọt máu đào nhiều lần như anh Tỉnh thì không phải ai cũng làm được. Anh đã trở thành tấm gương sáng cho phong trào hiến máu và được Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Vào thời điểm này, mặc dù chưa chính thức bước vào năm học mới, nhưng nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã phải đối mặt với sức ép sĩ số học sinh trong các trường tăng cao. Để khắc phục tình trạng này, thành phố Hải Dương đã đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo các điều kiện cho việc dạy và học. Mặc dù cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, nhưng năm nào trường tiểu học Bình Minh cũng phải chịu sức ép rất lớn về số lượng học sinh tăng. Năm học trước, trường đã triển khai xây dựng khu nhà D gồm 6 phòng học nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu học sinh tăng cao. Năm học này, theo số lượng đăng ký, trường có 1.440 học sinh ở 37 lớp. Cũng trong tình trạng quá tải như một số các trường trong nội thành, trường mầm non Phú Lương, phường Ngọc Châu cũng không thể nhận thêm các cháu trong độ tuổi đến lớp. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay toàn phường có khoảng trên 1.100 cháu trong độ tuổi đến trường, nhưng cả hai trường mầm non Phú Lương và trường mầm non Ngọc Châu cũng chỉ đáp ứng được khoảng 720 cháu. Số cháu còn lại phải gửi vào các nhóm trẻ tư thục. Chúng tôi cùng với các nhà trường đã điều tra từ con số số liệu phổ cập với lại cái thống kê để đầu vào tuyển sinh, trình với lãnh đạo thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh, phân vùng cho học sinh một cách hợp lý để giảm tải cho những trường có khó khăn về cơ sở vật chất. Ngoài cái việc chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên các nhà trường, xây thêm phòng học, phòng chức năng, cùng với đó là phải xây thêm mới một số trường mầm non, một số trường tiểu học và một số trường trung học cơ sở để đáp ứng cái nhu cầu tăng học. Trong những năm qua, thành phố Hải Dương đã dành nguồn kinh phí lớn để đầu tư và phát triển giáo dục. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, thành phố đã trích ngân sách gần 200 tỷ đồng cho phát triển giáo dục. Riêng 6 tháng đầu năm nay đã đầu tư trên 44 tỷ đồng. Trong những năm tới, để tránh tình trạng quá tải trong các trường, thì trước mắt thành phố Hải Dương cần có những giải pháp căn cơ cụ thể hơn nữa trong xây dựng trường lớp và phân chia số lượng học sinh trong các trường hợp lý để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2017-2018, tỉnh Bắc Ninh có 59 trường tiểu học triển khai mô hình trường học mới VNEN. Như vậy là Bắc Ninh tiếp tục giữ nguyên số lượng trường tiểu học, đồng thời dừng không triển khai mô hình trường học mới VNEN tại 9 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới, ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh đã tiến hành rà soát lấy ý kiến các bậc phụ huynh giữ nguyên với những trường đáp ứng đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, có sự đồng thuận của các bậc phụ huynh. Riêng 9 trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo tạm dừng triển khai mô hình trường học mới VNEN trong năm học 2017-2018. Sở cũng tiến hành tổ chức tập huấn trước thềm năm học mới đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên trên địa bàn. Qua đó, một lần nữa nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý giáo viên về đổi mới phương pháp giáo dục phổ thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo trong những năm tới. Từ ngày 1 tháng 8 đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống khai thác cát trái phép huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã thành lập 8 tổ tuần tra trên các tuyến sông qua địa bàn huyện. Do có sự phối hợp chặt chẽ, hoạt động hiệu quả, sau khi thành lập các tổ tuần tra đã cùng lực lượng chức năng huyện phát hiện bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép, xử phạt 100 triệu đồng. Mới đây nhất hồi 0 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, tổ tuần tra và lực lượng chức năng huyện bắt quả tang Hoàng Văn Giang, trú tại thôn Kiên, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, đang điều khiển tàu hút cát trái phép trên sông Kinh Thầy, đoạn qua thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa. Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong lúc tuần tra cơ động, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Nam đã phát hiện 4 chiếc xe tải có dấu hiệu chở quá tải trọng đang lưu thông tại khu vực ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 1A và đường tỉnh 495 thuộc địa phận huyện Thanh Liêm.
lực lượng chức năng đã dừng xe, yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ và đưa xe về trạm cân trên đường N2 để cân tải trọng. Sau khi cân tải trọng, cả 4 chiếc xe đều vi phạm lỗi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, từ 28 đến 44%. Cả 4 chiếc xe vi phạm đều có logo của tập đoàn Xuân Thành. Ngay sau đó, 4 chiếc xe đã được đưa về bãi giữ xe của công an tỉnh đặt tại khu vực nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phú Lý. Tại đây, cả 4 tài xế đều không ký vào phiếu cân hàng và biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Biện minh cho hành động này, các tài xế đều cho rằng họ chỉ là người chở thuê nên mình không có lỗi. Đây không phải là lần đầu tiên các lái xe bất hợp tác với lực lượng thực thi nhiệm vụ, nhưng trường hợp đồng loạt không ký phiếu cân lâu nay dường như không xảy ra. Điều này phần nào cho thấy một số lái xe vẫn còn có thái độ coi thường quy định của pháp luật. Nhiều chủ xe, chủ doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, vẫn cố tình không thực hiện đúng cam kết về chở hàng đúng tải trọng cho phép. Và sự việc lần này cũng cho thấy thái độ kiên quyết của lực lượng chức năng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm, dù là tư nhân hay doanh nghiệp lớn, thì đều phải đảm bảo công bằng, đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.